À, ở đây có cái bác lớn tuổi để Lâm đi vào đây để hỏi thăm luôn. À, đây là phòng thuốc nam nè quý vị. Đây là những nơi mà chứa tro cốt nè quý vị. Chùa này thì kéo dài từ cái đường đường phía trước ở phía sau mà kinh Ông Hiển hay là còn gọi là kinh Tịnh Liên ở khu vực này á quý vị, kéo dài xuống cái đường Nguyễn Chí Thăng mà tâm thẳng qua Vĩnh Thành B nè, Vĩnh Thành B Vĩnh Châu Thành. Đây là trước của chùa. Mày đưa báo hả? Không, lên YouTube cho bà con ở xa coi. Hả? Rồi nè, vô nè. Quay 24 tượng là chuẩn bị làm 24 tượng bên đây. À đúng rồi. Quay ngang nhưng mà giống như là ở của cái đó từ thiện của người ta. Đây. Ủa anh, vậy là mình là người của chùa luôn hay là sao? Không, làm công ở ngoài. À, làm công ở ngoài đúng không? Nhớ đón trong YouTube á, có cái tên của em. Tên gì anh? À, sự miền Tây. Nhưng mà biết rồi. Không, nhưng mà có cái mặt của em mới đúng. Tại nhiều người lắm. Nhiều người cũng làm ra thứ tự như ta, nhưng mà đây chắc cái đài chỗ này mà em làm bóc cái nhân mà có cái mặt của em thì đúng, đây kéo kéo xuống dưới đó, nó sẽ hiện ra.
Rồi em cảm ơn nha. Em ở đây luôn hả? Không, em ở nhà. À cô đó hả? Chị Trì đó không? Ủa? Nhớ cô chị Trì có tuổi rồi mà. Cái này là ở phía bên tay tay trái nè quý vị, cổng chính mà nhìn vào. Đây là phía sau nhìn ra trước nè quý vị. Cái này Lâm sẽ đi vào phía sau trước. Tâm sẽ đi vào phía trong chánh điện nha quý vị. Đây là nhìn ra phía ngoài. Đây là nhìn thẳng vào chánh điện nè quý vị.
Cô, cái này chùa của mình là được thành lập lâu chưa cô ha? Lâu rồi. Lâu, khoảng bao lâu đấy? 5 năm. À dạ. Trước đây chắc là nhỏ lắm hả cô? Không, lớn chùa nhà phía trước. À là phía trước, còn phía sau này là? Phía sau này mới cách đây. Chùa trước thì lâu rồi, 70 năm. À dạ. Tại con đi từ sau con trước con nói rộng quá. Dạ. À, mới đầu này chùa trước. Mới đầu phía trước có ra trước chứ. Dạ con ra rồi. À, ở là cô làm mấy ở đây hả cô? Không quả. À làm không quả hả? Dạ là tháng nào cô cũng làm hay sao cô? Ngày nào cũng vô làm, có ngày mà cái mắt con việc thì không vô. À. Vậy là cô ngửi đây luôn hả cô ha? À, dạ. Chổi. Dạ. Chổi vô. Ủa bây giờ chủ trì chùa của mình là ai cô ha? À, thầy Quế Khai. Thầy Quế Khai. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. À, ở đây là phần được xây dựng ở sau đó. Trước đó là chùa Vĩnh Phước á, thì có ở mặt trước thôi đó quý vị. À, xin cảm ơn quý vị. Mình sẽ đi quay tiếp cái cô bên kia ạ. Cô làm công quả thì chùa trước đây chỉ có cái khu ở phía trước này. Là khu sau này mới có nè quý vị.